Xin chào chị Minh, chào anh em đã quay trở lại với channel Hải Sanity. Mình là Eric. Trong video lần trước mình đã giúp đỡ các bạn cách chúng ta có thể update một cái application, hay nói nôm na rằng là chúng ta đã học cách gọi là làm sao có thể xóa được một cái image của thằng Docker, làm sao để có thể stop một cái container, cũng như rằng làm sao để có thể chạy lại được ứng dụng của chúng ta. Thì đấy gọi là nội dung của cái bài học, gọi là chúng ta update ứng dụng, cái gọi là một cái ứng dụng chúng ta build cho thằng Docker. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu đến bài thứ tư nha các bạn, đấy chính rằng là việc chúng ta có thể chia sẻ ứng dụng. Thì cái việc mà chúng ta chia sẻ ứng dụng là như thế nào? Có một chuyện đấy chính rằng là ngay từ đầu mình đã chia sẻ tới các bạn rồi đấy, chính rằng là từ cái view, góc nhìn của người khách hàng. Người khách hàng muốn rằng là người ta không phải chạy cái gì cả, người ta chỉ cần có cái điều hòa thôi, người ta cắm điện vào là nó sẽ chạy. Thì câu chuyện tương tự đối với chúng ta khi chúng ta dùng thằng Docker, đấy chính rằng là các bạn sẽ code cái mã nguồn lên, sau đấy rằng là các bạn sẽ build thành một cái image, và các bạn sẽ đưa cái image đấy cho khách hàng. Khách hàng sẽ dùng câu lệnh của Docker chạy, nó là xong, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì để làm điều đó đấy thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu cách làm sao để có thể chia sẻ được một cái image của thằng Docker, đúng không các bạn? Thì ở đây thì cái bài học của chúng ta có tên gọi là share the application. Thì các bạn thấy rằng là mặc định ấy, nó có hai kiểu share. Thứ nhất rằng là cái kiểu public, tức rằng là cái kiểu gọi là ai cũng nhìn thấy được, giống hệt như là câu chuyện các bạn dùng GitHub ấy. GitHub hay là GitLab ấy thì nó đều có hai loại, nhưng các bạn, một loại là các bạn dùng free và một loại là các bạn dùng trả phí. Thì có loại dùng free tức rằng là chúng ta phải public ra ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy. Còn cái loại trả phí đây chính rằng là chỉ có người trả phí mới thấy được thôi nha các bạn. Thì tương tự rằng là sau này các bạn đi làm thì dĩ nhiên rằng công ty của bạn nó sẽ không dùng thằng Docker Hub, bởi vì rằng là những cái dự án của nó mà nó public ra ngoài thì gọi là lỗi hết mã nguồn, đúng không các bạn? Thì đấy là lý do tại sao nó không dùng thằng Docker Hub. Thì thay vì dùng thằng Docker Hub thì nó trả tiền thằng Docker để nó có thể host được một cái gọi là một cái hub, gọi là một cái, nó có một cái từ là registry các bạn, nếu mình nhớ không nhầm cái từ đấy. Thì cái từ đấy nôm na rằng là các bạn sẽ host cái thằng Docker riêng tư như các bạn, tức rằng các bạn trả tiền để chúng ta có thể tạo được một cái không gian riêng tư của chúng ta, và chúng ta sẽ gọi là tải những cái ảnh lên. Thì đấy gọi là về cái câu chuyện chúng ta là có nơi lưu trữ nha. Thì ở đây thì trong cái khuôn khổ gọi là chúng ta học để biết thì mình sẽ dùng thằng Docker Hub nha. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là bây giờ thì mình sẽ đăng nhập thằng Docker Hub này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ gõ Google cho mình cái từ Docker Hub thôi. Các bạn sẽ dùng cái từ Docker Hub, các bạn sẽ gõ như thế này nha. Thì ở đây thì cái mạng của mình thì nó đang chuyển qua cái này, không hiểu tại sao mà mình lại bị mất mạng nhỉ. Mạng nhà mình thì tự dưng nó lại bị mất nhỉ. Các bạn chờ mình xíu nha, để mình kết nối lại cái mạng internet, mình đang dùng wifi ở đây. Thì ở đây thì mình đã vào được cái Docker Hub rồi. Thì bây giờ thì mình nhấn vào đây nha các bạn. Thì như hôm trước mình đã có yêu cầu các bạn ấy, thì để làm cái khóa học này thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị. Thứ nhất rằng là chúng ta sẽ cần phải cài đặt thằng Docker Desktop này, chính là cái phần mềm mà lâu nay chúng ta sử dụng ấy. Sau đấy thì các bạn sẽ cần phải tạo một cái tài khoản của thằng Docker Hub. Thì ở đây tại sao mà nó lại quay 10 vòng trái đất, mình hơi bực nhỉ. Buổi tối thì mình không hiểu rằng là tại sao mà cái mạng của mình nó lại như thế này. À, nó quay chậm chậm, tuy nhiên là nó cũng vào rồi nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ bỏ qua bước tạo tài khoản nha các bạn. Cái việc các bạn tạo tài khoản này, các bạn chỉ cần chọn một cái username cho các bạn. Username ở đây chính là cái tên đăng nhập ấy. Thì ở đây thì nó gọi là Docker ID. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần phải dùng một cái địa chỉ email để có thể xác thực được cái tài khoản đấy. Thì khi các bạn tạo tài khoản ấy, thì nó sẽ gửi một cái đường link vào cái tài khoản email của các bạn. Các bạn lưu ý rằng là các bạn, nếu mà các bạn không thấy nó gửi vào cái thư mục inbox thì các bạn có thể check cái thư mục spam ấy, xem là email nó có vào trong đấy không. Thì các bạn yên tâm rằng là chúng ta làm rất là nhanh thôi, mình nghĩ rằng là 1 phút là xong rồi các bạn. Các bạn click vào đấy thì cái tài khoản của các bạn nó sẽ được active. Thì ở đây thì chúng ta có thể sử dụng được nha. Thì đây thì mình sẽ gọi là mình đã có tài khoản rồi, thì thay vì cái nút sign up ở đây thì mình sẽ nhấn vào sign in nha các bạn. Thì tức rằng là sign up tức rằng là các bạn đăng ký, còn sign in rằng là chúng ta đăng nhập thôi. Thì cái mạng của mình cảm giác như rằng là mình đang chơi trò slow motion nha các bạn, mình nhấn rồi. Đấy, nó quay 10 vòng trái đất và mình phải chờ một hồi, chẳng hiểu tại sao rồi. Các bạn thấy rằng là như mình đã nói rằng là chúng ta sẽ dùng Docker ID, chính rằng là cái tên các bạn gọi là các bạn sẽ dùng thôi, một cái username ấy, giống hệt như rằng là chúng ta dùng GitHub thì nó cũng cho phép các bạn dùng username đúng không? Còn ở đây thì mình sẽ gõ cái username của mình nha. Của mình thì ở đây thì mình dùng cái username này và mình sẽ gõ password của mình vào nha các bạn. Rồi hy vọng rằng là nó sẽ login được. Thì mình đang chờ một xíu này, do cái mạng của mình nha các bạn thì nó cái nút sign in nó đang mờ này, bản chất của nó thì nó đang gọi đến server thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ cần phải các bạn thấy rằng là incorrect, mình nhớ xem nào. Mình sẽ nhớ xem là cái, mình sẽ tắt cái trang bóng đá của mình đi, mình đã xem tối nay, đúng rồi mà, đây chính là username của mình. Thì mình sẽ gõ lại nha các bạn.
Mình sẽ gõ lại cái này xem nào. Password của mình thì do mình dùng ấy, what the hell, mình có dùng đấy không nhỉ? Mình đang có gõ caplock không nhỉ? À không, mình không hề có gõ caplock. Mình không rõ tại sao mà. Thì mình sẽ try lần cuối xem, nếu mà không được thì mình sẽ refresh lại password của mình. À rồi, lần cuối này thấy nó quay lâu lâu. À cuối cùng thì ở đây thì mình sẽ never save. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây các bạn này, ở đây thì mình có một cái là private và một cái public. Đây là một trong những cái mình test khi mình gọi là mình học Docker thôi. Thì khi các bạn vào Docker ấy, thì đây chính là cái giao diện của nó thôi. Thì các bạn sẽ không có hai cái ở đây đâu. Các bạn ở đây thì mình có hai cái gọi là hai cái repository, tức là hai cái thùng chứa ở trên cái trang Docker này thôi. Thì ở đây thì tương tự như việc các bạn dùng thằng GitHub ấy, thằng GitLab hay thằng GitHub thì giống hệt nhau thôi, bản chất của nó là đều là Git thôi. Thì thằng Docker Hub thì thay vì các bạn lưu mã nguồn thì chúng ta sẽ lưu những cái ảnh image của thằng Docker lên trên này nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ quay lại với cái tài liệu của thằng Docker nha. Thì mình sẽ vào đây thì mình sẽ tắt bớt một vài cái đi. Các bạn thấy rằng là đầu tiên thì nó sẽ bảo chúng ta rằng là chúng ta sẽ tạo một cái repo. Repo là viết tắt của từ này các bạn này, cái từ mà nó nói repo tức là cái từ ở cái nút xanh này, repository, các bạn dịch ra tiếng Việt tức là một cái thùng chứa thôi. Thì các bạn hiểu nôm na rằng là cái từ này thì nó bằng nghĩa với từ trong máy tính của chúng ta, nếu mà các bạn dùng Windows thì nó là từ folder đó các bạn, tức là một cái thư mục thôi, nó sẽ chứa ở trên này. Thì nó hay dùng cái từ repository thì chúng ta sẽ dùng từ này nhé. Thì nó sẽ gọi là tạo một cái report này. Thì các bạn sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ cần phải đăng nhập này. Sau đấy thì các bạn nhấn vào cái nút này nhé. Thì chúng ta ví dụ các bạn sau khi bạn nhấn vào cái nút đấy thì chúng ta sẽ dùng cái name là getting started, tức là chúng ta bắt đầu thôi. Rồi. Và các bạn lưu ý cho mình rằng là tại sao mà nó lại có một dòng chữ là make sure cái khả năng xem đấy. Vì cái khả năng xem cái thư mục của chúng ta là public, tức rằng là ai cũng có thể xem được. Thì mặc định đấy các bạn, thì đối với thằng Docker Hub ấy thì các bạn có thể tạo vô số gọi là không giới hạn, gọi là unlimited cái những cái repo, tức là những cái thư mục các bạn muốn share public nha, gọi là nó unlimited, không gọi là không giới hạn. Thì đây là theo cách hiểu của mình nha, có thể thì nó sẽ giới hạn một chút, thì các bạn có thể Google xem là nó giới hạn bao nhiêu nha. Thì hay nôm na rằng là các bạn có thể tạo thỏa thích bao nhiêu cái image ở trên này cũng được, với cái mục đích gọi là phục vụ cái nhu cầu cá nhân của các bạn. Tuy nhiên rằng là đối với những cái mà private ấy, ví dụ như các bạn dùng GitHub thì các bạn có thể tạo bao nhiêu cái gọi là repository private theo ý của bạn. Còn đối với thằng Docker Hub thì các bạn chỉ có một thôi nha, chúng ta chỉ có only one thôi. Thành ra rằng là ở đây thì nó có một cái từ là make sure, tức là đảm bảo chắc chắn rằng là các bạn gọi là cái repo của bạn các bạn để public nha. Thì ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái gọi là create repository này. Các bạn thấy rằng là ở đây này, ví dụ mình có một cái ngay một cái ứng dụng mình để private này, bởi vì rằng cái này là ứng dụng của ngân hàng thì mình cần phải để private, mình để public thì nó không hay. Ngoài ra các bạn thấy rằng là public thì mình sẽ có chữ public ở đây, thì các bạn sẽ nhấn vào chữ create nha. Đấy. Thì khi các bạn nhấn vào cái create thì các bạn chờ một xíu để cho nó quay 10 vòng trái đất này. Thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái name, các bạn đặt cho nó một cái name nha. Name của nó thì các bạn sẽ copy bên này thôi, chúng ta chỉ làm giống hệt như cái trang này hướng dẫn đi, cho nó mọi thứ nó đều ok nha các bạn. Mình sẽ copy cái tên này nha. Mình sẵn sàng này mình paste vào đây nha các bạn, đây cái tên ở đây. Ngoài ra thì các bạn có thể viết một vài cái phần ở description ở đây, thì mình sẽ ghi là Horizon IT with Eric nha các bạn đấy. Thì ví dụ là mình chỉ ghi một cái description gọi là đơn giản như thế này thôi. Thì ở ngay ở dưới này các bạn thấy rằng là đây, các bạn thấy rằng là cái phần gọi là khả năng xem ấy, hay nói nôm na rằng là cái từ mình quên mất cách đọc tiếng Anh rồi, cái thì visibility ở từ này hơi khó đọc một chút. Thì cái đây chính là khả năng gọi là các bạn muốn ứng dụng của bạn là ai cũng có thể xem được, hay là chỉ mình các bạn có thể xem được thôi. Các bạn để public thì ai cũng có thể, trên internet ấy, ai cũng có thể xem được hết. Còn các bạn để private thì chỉ có mình các bạn, những cái người sở hữu của thằng repo này mới có thể xem được. Thì các bạn thấy rằng là ở đây thì do mình đã sử dụng 1/1 cái gọi là private rồi, thành ra rằng là nó hiện ở đây, mình không thể chọn được cái này. Nếu mà mình muốn gọi là get more, tức là thêm những cái gọi là mình có nhiều hơn một ứng dụng private, thì mình phải bỏ tiền ra mình mua. Thì ở đây thì các bạn lưu ý rằng các bạn sẽ để public cho mình nha, và các bạn sẽ nhấn cái nút là create thôi. Đấy, các bạn nhấn create thì các bạn chờ một xíu để nó tạo này. Đấy. Thì cái việc các bạn vừa làm ấy chính rằng là việc các bạn gọi là vừa tạo được một cái không gian lưu trữ nha các bạn, một cái repository lưu trữ trên thằng Docker Hub. Thì đây giống như rằng là một cái định danh như các bạn thôi. Còn công việc tiếp theo của chúng ta rằng là chúng ta sẽ cần phải đẩy dữ liệu lên nha các bạn. Giống như rằng là việc các bạn tạo một cái repo trên thằng GitHub ấy, sau khi các bạn tạo xong thì các bạn phải đẩy code lên, đúng không các bạn? Thì đấy mới gọi là cái việc quan trọng nha.
Thì đây là gọi là chúng ta đã làm xong cái bước đơn giản nhất rồi, chúng ta đã tạo được nơi lưu trữ rồi. Rồi, thì sau khi mà các bạn đã tạo được nơi lưu trữ ấy, các bạn thấy rằng là đây, các bạn có thể để ý thấy rằng là khi các bạn tạo xong thì thằng Docker có một phần đấy chính là Docker Command, nó có một cái ảnh tương tự như thế này hướng dẫn các bạn có thể gọi là đẩy cái ảnh image của các bạn lên đây. Thì các bạn thấy rằng bên tay trái của chúng ta này, Docker Command, à bên tay phải như các bạn thấy rằng là để đẩy một cái new tag lên cái này thì các bạn sẽ đặt như thế này. Thì tại sao nó lại có tag? Tag là gì? Tag ấy, chính là để phân biệt được các version phần mềm của bạn. Các bạn hình dung rằng là chúng ta chỉ có một nơi lưu trữ thôi đúng không các bạn? Tức là cái tên Getting Started ấy, nó là cố định rồi. Tuy nhiên rằng là code của chúng ta thì nó thay đổi theo thời gian. Ví dụ ngày hôm nay thì các bạn code được chức năng A này, ngày mai các bạn code được chức năng B ấy, thì cái bản ngày mai mới là cái bản final của bạn, cái bản cuối cùng ấy. Tuy nhiên rằng là người ta vẫn muốn check tiến độ của bạn, muốn biết được là các bạn làm đến đâu. Ví dụ như là các bạn làm xong thì cái đội khác nó cần để test luôn thì các bạn sẽ bắt buộc phải đặt một cái tag. Ví dụ các bạn sẽ đặt là tag A là nó tượng trưng cho ngày hôm nay, ngày mai thì các bạn sẽ đặt là tag B nó tượng trưng cho ngày mai. Thì khi mà cái đội khác nó vào nó muốn test của ngày hôm nay thì nó sẽ kéo cái ảnh với cái tag là A, nó muốn test cái gọi là cái ứng dụng của ngày mai thì nó sẽ kéo cái ảnh với cái tag là ngày B, tức là tag B các bạn. Thì các bạn hiểu nôm na rằng tag là để cái định danh cái version của cái phần mềm của bạn sử dụng ấy, thì đấy gọi là ý nghĩa của tag nha. Thì ở đây thì các bạn thay vì cái chữ tag name ấy, các bạn sẽ cần phải ghi ví dụ như là version 1 này, version 2, version 3 cho đến version n, thì đấy gọi là cách mình hay ghi thôi. Còn các bạn ghi a b c x y z thì nó đều hiểu thôi, tuy nhiên rằng là chúng ta không nên đặt những cái tên gọi là vô ý nghĩa nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta chứ gọi là chúng ta hiểu nôm na nó là vậy, còn sau này các bạn thực hành thì nó sẽ hiểu thêm nha. Còn ở đây thì chúng ta chứ bỏ qua cái đấy đi, chúng ta quên đi, không có việc gì phải nhớ đâu các bạn, chúng ta học sau này chúng ta phải thực hành. Rồi, các bạn thấy rằng ở đây thì chúng ta đã xong đến bước 4 này. Thì đây mới là giai đoạn của chúng ta các bạn này. Nó bảo rằng bây giờ chúng ta sẽ push một cái image cho các bạn. Việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đẩy cái ảnh, hay nói nôm ra rằng đẩy cái ứng dụng gọi là đang chạy trên máy tính của chúng ta lên trên cái Docker Hub. Chúng ta đẩy lên để làm gì? Chúng ta đẩy lên ví dụ như rằng mình làm cái video này đúng không? Mình đã code được một ứng dụng rồi. Các bạn muốn xem thì mình sẽ đẩy lên Docker Hub. Các bạn sau đấy là các bạn sẽ vào Docker Hub của mình, các bạn kéo về và các bạn chạy tại máy tính của bạn. Thì việc của chúng ta đang gọi là sharing, tức rằng là chúng ta share the application, tức rằng chúng ta đang chia sẻ ứng dụng như các bạn. Rồi, thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh là Docker push đây các bạn này. Chúng ta sẽ cần phải dùng câu lệnh này nhé. Thì ở đây thì tại sao nó chúng ta sẽ dùng câu lệnh này luôn. Đấy, sharing the application, chúng ta sẽ dùng câu lệnh này. Mình sẽ copy paste cho các bạn xem là có chuyện gì xảy ra nha. Thì chúng ta lỗi thì chúng ta đã đọc tiếp thôi. Đấy, mình sẽ paste tiếp vào thằng terminal của mình đang dừng lại của hôm trước mà. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta push ấy, đấy, mọi thứ thì nó ngon lành cành đào thôi, là layer already exist này. Thì các bạn thấy rằng là ở đây này, đấy. Các bạn biết tại sao mà ở đây chúng ta bị lỗi không? Các bạn để ý cho mình rằng là đây này, nó có một cái từ đấy chính là repository ấy. Cái từ docker.io là gì? Docker.io chính là nó tượng trưng cho cái nơi lưu trữ của nó chứ không phải là Docker Hub nha các bạn. Các bạn hình dung rằng là sau này nó là như thế này này, mình sẽ copy cái này ra nhá. Mình sẽ copy cái này này, cái đường link này này. Các bạn hình dung rằng là cái docker.io ấy nó chỉ là một cái tên thôi, nó không phải là một cái đường link URL đâu. Các bạn hình dung rằng mình sẽ copy cái này vào nhá. Đây này, cái bên Docker Hub của mình em đây. Các bạn để ý cho mình này, đây gọi là cái thực tế chúng ta nhìn này. Đấy, đây cái đường link ở phía dưới ấy, chính là một cái đường link thực tế, một cái valid, một cái đường link URL hợp lệ chúng ta có thể nhìn thấy. Còn cái đường link phía trên đây các bạn này, đây chính là đường link máy nhìn nha các bạn, máy nó sẽ nhìn cái đường link này. Thì khi mà nó thực hiện cái câu lệnh gọi là đẩy cái ảnh lên thằng Docker Hub ấy, thì nó sẽ gọi là nó sẽ thay cái Docker Hub này các bạn này, nó sẽ thay cái từ docker.io bằng cái từ gọi là bằng cái đoạn này cho các bạn này, nó sẽ tự động thay cho các bạn. Còn ở đây thì để cho gọi là khi mà chúng ta gõ để cho nhìn cho nhanh ấy, thì nó sẽ dùng cái này nha các bạn nha. Các bạn phải hiểu rằng là cái đường link này nếu mà các bạn paste vào vào cái gọi là URL của chúng ta, các bạn enter nó không ra cái gì đâu. Tuy nhiên là cái máy nó đã làm cái đoạn đấy cho các bạn rồi. Thì ở đây các bạn hiểu cho mình rằng là nó sẽ có hai yếu tố cực kỳ quan trọng, các bạn để ý cho đường link URL cho mình nha. Thì khi mà các bạn create, các bạn tạo mới một cái repository trên cái thằng Docker Hub ấy, thì cái yếu tố đầu tiên các bạn để ý cho mình rằng là nó sẽ có cái tiền tố là repository để các bạn biết rằng đây à chúng ta đang gọi là đang đang vào một cái thư mục ở trên này này. Ngoài ra nó có một cái tiền tố nữa, đấy chính là tên của các bạn, cái username của các bạn ấy, thì nó sẽ hiện ở trên đường link URL này luôn. Và cái cuối cùng đấy chính rằng là cái tên của cái repository các bạn đặt, hay các bạn hiểu nôm na rằng là cái đường link URL ấy, cái đường link trên này nó đã định danh được là các bạn là ai, cũng như rằng là các bạn muốn đẩy cái ảnh lên cái thư mục nào đúng không? Thì các bạn quay lại các bạn nhìn cái đường link này cho mình, các bạn thấy rằng là chúng ta đang dùng một cái từ là Docker này,
Không hề, chúng ta không hề dùng cái tên đăng nhập này đúng không? Cũng như là chúng ta cái đoạn phía sau là đúng rồi các bạn này. Cái đoạn Getting Started chính là cái tên của cái repo của chúng ta ở trên này. Cái đoạn này hoàn toàn đúng rồi. Tuy nhiên là đoạn này nó sai. Đấy là lý do tại sao gọi là các bạn đang hiểu hôm nay là chúng ta đang đẩy, cố gắng đẩy cái image có tên là Getting Started lên trên cái repository có tên là Docker để cho các bạn. Thì đấy gọi là tại sao mà nó lại báo lỗi nha. Báo lỗi ở đây thì nó báo lỗi là chúng ta, đây này các bạn này, cái từ unauthorized, cái từ này là unauthorized. Hay là hiểu nôm na là chưa xác thực đấy các bạn, nó chưa định danh được các bạn là ai. Hay nói nôm na rằng là chúng ta không có quyền để lên. Thì đấy gọi là cái lỗi này nha. Đấy các bạn thấy rằng là chúng ta bị lỗi rồi này. Thì làm sao để có thể fix được cái lỗi này? Thì bây giờ các bạn quay lại chúng ta đọc tài liệu tiếp thôi. Thì các bạn thấy rằng đây này. Đấy, thì chúng ta đây, start. Cái này của nó thì nó, cái này là nó nói hơi sai các bạn này. Bởi vì rằng là khi các bạn mà đã đăng nhập, các bạn đã đăng nhập vào cái thằng Docker Desktop ấy, thì các bạn sẽ bỏ qua cái bước login, chúng ta không cần phải dùng câu lệnh là Docker login nữa. Bởi vì sao? Bởi vì rằng khi các bạn đăng nhập vào trong cái thằng Docker Desktop ấy, như mình đã chia sẻ từ lần trước ấy, thì cái việc các bạn đăng nhập thì nó sẽ config ở trong này này, nó đã gọi là nó đã lưu thông tin đăng nhập của các bạn vào bên trong cái này rồi. Thì những cái lần mà các bạn dùng terminal ấy, các bạn dùng những câu lệnh ở trong này, các bạn không cần đăng nhập nữa, bởi vì là nó đều kết nối đến cái thư mục đấy. Đây là lý do tại sao mà các bạn chỉ cần đăng nhập một lần thôi, từ lần sau các bạn không cần phải đăng nhập nữa. Rồi, thì các bạn hiểu nôm na rằng là bây giờ chúng ta bị một cái lỗi khác nha, nó hoàn toàn khác so với cái lỗi ở đây này các bạn này. Cái lỗi trong cái thằng Docker nó miêu tả đấy, các bạn có thể thấy rằng nó hướng dẫn các bạn fix bằng cách là các bạn sẽ cần phải đăng nhập đây các bạn này. Thì ở đây thì các bạn hiểu cho mình rằng là bây giờ ấy, chúng ta sẽ không cần phải làm như vậy. Thay vì vậy đấy các bạn, thì bây giờ thì các bạn sẽ thay bằng cho mình bằng cái là Docker đây. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh ở dưới đây các bạn này, Docker push your username ấy, tức rằng là các bạn sẽ thay bằng cái tên đăng nhập của các bạn, sau đấy là cái từ getting started nha. Thì ở đây thì mình sẽ gõ lại các bạn này, mình sẽ gõ lại câu lệnh là Docker nha, Docker push này, chúng ta sẽ đẩy nha, chúng ta sẽ đẩy lên cái thằng Docker Hub này. Username của mình đấy chính là Harry Phạm các bạn, mình sẽ làm, mình sinh ngày mùng 9 tháng 7 thì mình sẽ là Harry Phạm 97 nha các bạn. Và mình sẽ gõ là ở đây thì mình sẽ gõ là cái từ getting started nha các bạn, getting started này. Đấy, mình sẽ enter nha các bạn, xem là có chuyện gì xảy ra nha. Đấy, các bạn thấy rằng là the push to default an image đây. Các bạn có thể để ý cho mình rằng là khi mà các bạn gõ như thế này thì bây giờ chúng ta mới gặp lỗi này, tức rằng là nó báo lỗi rằng là một cái ảnh tại local chúng ta nó không thể tìm thấy một cái ảnh nào với cái tag ở đây gọi là cái định danh ấy, cái tag ở đây là Harry Phạm 97 cái chéo getting started thì nó không hề tìm thấy. Thì làm sao để có thể fix được lỗi này? Thì để fix được lỗi này nó có một cái câu ngay phía ở trên đây các bạn này. Đây, chúng ta sẽ dùng cái này nha các bạn. Mình sẽ copy câu lệnh ở trên nha để chúng ta có thể định danh cái ảnh của chúng ta này. Các bạn thấy rằng là để làm ấy, nếu mà chúng ta mới bắt đầu thì ở đây thì nó có khá chỉ là nhiều lỗi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên rằng là khi chúng ta gặp lỗi thì chúng ta mới khôn lên được các bạn ạ. Nếu mà các bạn gọi là không gặp lỗi thì không bao giờ chúng ta nhớ đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tag cái ảnh của chúng ta nha các bạn. Tag ở đây ấy, là các bạn hiểu cho mình rằng là tag là định danh cái ảnh đấy là ai, là cái gì. Thì đây gọi là chúng ta gọi là dùng một cái tag có tên là getting started nha, cho cái đường link này của chúng ta này, cho cái repo của chúng ta ấy. Rồi, thì mình sẽ paste vào đây, mình sẽ enter này. Bây giờ thì nó sẽ chỉ là không báo gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ đẩy lại nha các bạn, mình sẽ push nha, mình sẽ push xem bây giờ là chúng ta bị lỗi chưa. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta vẫn bị an image do not exist locally à. Và mình sẽ check lại xem nào, push your username getting started đúng rồi mà. Your username getting started thì mình sẽ check lại là docker ps nha các bạn sẽ trừ a là nó sẽ là lốc ra tất cả cho chúng ta nha. Image của chúng ta có tên là getting started, chúng ta có một cái image tên là như thế này. Ngoài ra rằng là chúng ta sẽ là docker thì mình sẽ xem lại một chút nha các bạn. Ở đây thì mình cũng đã vừa fix được cái lỗi của chúng ta đó các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây ấy, đầu tiên thì các bạn sẽ dùng cho mình cái câu lệnh là docker ps-a nha các bạn, để chúng ta có thể xem được cả process status đấy, để chúng ta có thể thấy được là chúng ta có những cái ảnh nào nha các bạn. Thì ở đây thì đây là những cái ảnh nó đang hoạt động, thì các bạn thấy rằng là created at này đây, cũng như là chạy trên cổng nào. Thì trong video trước chúng ta đang dừng ở đây. Ngoài ra thì thằng Docker ấy, nó hỗ trợ chúng ta có thể xem được tất cả những cái gọi là cái từ PS ở đây. Các bạn thấy rằng là chúng ta đang xem container. Bây giờ thì mình muốn xem là chúng ta có bao nhiêu cái ảnh trên cái ứng dụng Docker của chúng ta. Thì các bạn có thể gõ từ Docker này, image như các bạn, cái từ ảnh ấy, mà các bạn sẽ gõ từ ls nha. Ls là viết tắt của từ list thôi. Các bạn thấy rằng ở đây mình đã có một cái ứng dụng mà lúc nãy mình đã rename các bạn này. Cái repository là Harry Phạm này, Harry Phạm và getting started đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ gõ là câu lệnh docker push ấy. Thì lúc nãy khi mình gõ từ câu lệnh push ấy, thì mình gõ thiếu chữ y các bạn ạ. Cái từ Harry của mình thiếu mất chữ y đấy.
Thì thành ra rằng là nó không chạy được ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ update lại thì các bạn, mình sẽ enter lại đấy. Các bạn thấy rằng là đây, các bạn thấy rằng bây giờ mình đã đẩy thành công nha. Lúc nãy thì chúng ta không hề có cái lỗi gì đâu, chẳng qua rằng là mình gõ sai syntax thì nó lỗi thôi. Các bạn thấy rằng là một ứng dụng đơn giản của chúng ta, tuy nhiên rằng là chúng ta build lên, các bạn thấy này, nó đã nặng 400 MB rồi các bạn thấy là nó cũng khá là nặng nha. Rồi thì mặc định ấy, khi mà các bạn không có một cái tag cho nó, tức là cái tag version cho nó ấy, thì nó sẽ dùng một cái tag là latest, tức rằng là version mới nhất. Thì mình nghĩ rằng là về sau này thì khi các bạn làm nhiều lần rồi ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái này sau. Thì quá trình chúng ta đang làm ở đây chính là quá trình các bạn đi làm tại các công ty ấy. Thì khi mà các bạn đã có thể code xong rồi đúng không, chúng ta muốn đóng gói ứng dụng thì các bạn sẽ đẩy lên cái hub của công ty. Thì sau khi các bạn đẩy lên hub của công ty, đây chính là việc các bạn đang đẩy lên hub của công ty này. Thì khi mà các bạn đẩy lên xong rồi thì khách hàng ấy, tức là đối tác hay là đối tác của bạn ấy, công ty mà đặt hàng cái sản phẩm của các bạn, người ta sẽ vào cái Docker Hub của công ty các bạn, sau đấy người ta sẽ kéo cái ảnh về thôi. Thì người ta kéo cái ảnh về thì người ta có thể chạy được. Thì như vậy là người ta không quan tâm đến việc rằng là các bạn phát triển mạng nguồn như thế nào, người ta có một cái thành quả, một cái sản phẩm để người ta chạy, đấy chính là thằng Docker nha các bạn. Thì đây thì các bạn sẽ chờ một xíu để cho cái quá trình nó được thực hiện nha. Thì khi nó thực hiện xong thì nó cũng thông báo là thành công hay thất bại thôi. Thì cá nhân mình thì ở đây thì mình đã có một cái thắc mắc, đấy chính rằng là trong cái câu lệnh mà nó dùng ở đây các bạn này, trong lúc nó đang hoạt động nha, thì nó dùng câu lệnh là Docker push như thế này. Thì câu chuyện nó sẽ xảy ra rằng là mình vẫn tin rằng là cái tiền tố đầu tiên ấy, cái tiền tố đầu tiên nó phải làm như thế nào đấy để nó biết được cái chúng ta sẽ cần phải, thứ nhất là chúng ta đẩy cái ảnh nào đúng không? Sau khi mà các bạn đã đẩy cái ảnh nào thì chúng ta cần phải quan tâm được rằng nó đẩy đến cái repo nào của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta ví dụ ở đây thì lát nữa thì mình sẽ reload lại thôi. Nó đang đẩy này, đang pushing này. Các bạn thấy rằng là ở đây thì nó cần 86 MB. Tuy nhiên rằng là của mình thì ở đây này 200 MB, mà của mình mới được có bao nhiêu MB thôi. Thì buổi tối thì do mạng internet của mình nó hơi chậm, thành ra là quá trình này các bạn sẽ cần phải chờ nha. Thì trong lúc mà nó đẩy thì mình sẽ tạo thêm một cái repo nữa nha các bạn, để mình test xem là cách hiểu của mình có đúng không ấy. Thì có một vấn đề rằng là bây giờ mình sẽ vào thằng Docker Hub của mình, Docker Hub. Rồi, chúng ta đang chờ load thì do mình đang đẩy ở đây các bạn này, nó làm cho cái ứng dụng của mình nó gọi là nó khá chi là chậm. Docker Hub sao mà nó không ra cái gì đây? Quay 10 vòng trái đất rồi, mạng wifi có được có 2 vạch thôi. Mình đang dùng wifi xài chung đấy các bạn, thì đấy là lý do tại sao mà nó khá chi là chậm. Docker Hub nó còn à đây, mình sẽ nhấn vào cái repository nha các bạn, mình sẽ tạo mới một cái nha. Mình sẽ đặt tên là một cái là new test này các bạn. À không, mình sẽ là Eric test nha các bạn. Mình sẽ đặt tên là Eric test và mình sẽ có một chữ hoa, một chữ thừa như thế này. Thì nó nói như thế nào đây nhỉ? Mình sẽ gõ một cái description. À đây, nó nói rằng là các bạn special character, mình có special gì đâu nhỉ? Must contain a combination of alphabet character and may contain the special. Do must contain may mà. Ở đấy thì mình sẽ là có vẻ như rằng là việc mình gõ chữ hoa chữ thường nó không cho phép các bạn ạ. Thì ở đây thì mình sẽ gõ chữ thường nhá. Rồi, thì mình sẽ xóa cái phần miêu tả luôn, mình sẽ nhấn create một cái như thế này. Bây giờ mình muốn ấy, mình muốn đẩy cái ảnh của mình lên, mình muốn đẩy lên chính cái gọi là Eric test như thế này. Thì làm sao để chúng ta có thể đẩy lên được cái này đúng không các bạn? Thì đây mới là câu chuyện của chúng ta nha. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại cái của chúng ta. Thì các bạn để cho mình cái câu lệnh ở đây này, đây này. Thì ở đây ấy, thì cái mà câu lệnh mà chúng ta dùng cái Docker tag như thế này ấy, thì như cách mình hiểu nhá, thì khi các bạn dùng cái câu lệnh như thế này thì nó sẽ lấy cái ảnh có tên là getting started, nó sẽ tự động nó sẽ gán với cái gọi là đây chính là cái đường link đến cái repo của bạn ấy. Các bạn để cho mình rằng là lúc nãy chúng ta lại tạo một cái repository nó tên giống hệt như cái gọi là Docker image. Bây giờ thì mình đặt một cái repo nó hoàn toàn khác, mình đặt tên là Eric test đây các bạn này. Các bạn thấy rằng là để có thể đẩy lên được ấy, thì có bắt buộc các bạn sẽ cần phải dùng như thế này. Đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta phải push đến cái đường link như thế này và chúng ta sẽ cần phải hai chấm tag name. Tag name ở đây. À, ở đây thì mình hiểu rồi. Ở đây thì mình sẽ copy nha. Ở đây thì mình sẽ xem như thế này. Mình nghĩ tag name chính là tên cái ảnh của chúng ta ấy. Ở đây thì mình sẽ thử nhá, getting started nhá. Thử xem nào. Nếu mà sai thì chúng ta sẽ làm lại thôi, chúng ta đang học mà. Đấy. Thì các bạn để cho mình rằng là mình đã copy cái dòng lệnh này rồi nhá. Mình đã tạo một cái repo mới rồi. Đấy. Các bạn thấy rằng cái này nó đang chạy này. Thì mình sẽ sang, mình sẽ mở một cái terminal mới nhé cho nó chạy một cái song song này. Mình sẽ là Docker. Các bạn sẽ có cho mình là Docker image. Chúng ta sẽ là ls. Chúng ta xem là chúng ta có bao nhiêu cái ảnh. Đây. Các bạn để ý cho mình rằng là ở đây thì chúng ta có cái image ID. Chúng ta có image ID. Repository. Chúng ta có một cái là getting started.
Harry Farm. Và đây chính là những cái mình sẽ gõ từ Docker Image này mà. Docker Image của chúng ta. Thì chúng ta có những cái gì? Docker Image của chúng ta build ls load run unused image save. Rồi thì mình sẽ refer Docker PS trừ A này, chúng ta có bao nhiêu cái nào? Thì chúng ta có container, à đây image của chúng ta tên này các bạn này, get it started ứng với cái container này. Thì bây giờ thì mình sẽ paste như thế này để xem là chúng ta vẫn có một cái repository có tên là getting started. Mình thử như thế này xem là nó ra cái gì nha các bạn. Thì mình sẽ xem là đấy, chúng ta unimage. À thì cái tiền tố đầu tiên đây các bạn, cái tiền tố đầu tiên của chúng ta này chính là cái tên ảnh của chúng ta. Thì cái tiền tố thứ hai chính là cái tag name. Cái tiền tố thứ hai chính là cái version đấy, như mình nói là tag của cái ảnh đấy thôi. Thì đây thì mình sẽ là push xem là bây giờ nó lên cái nào. Chúng ta sẽ cần phải rename làm sao để có thể thay đổi được cái ảnh này nhỉ. Cái ảnh này gọi a, cái ảnh này thì muốn thay đổi được thì bắt buộc chúng ta phải build luôn các bạn. Chúng ta build một cái này. Hôm trước thì chúng ta có build một cái, mình sẽ chạy lại câu lệnh hôm trước nào. Đây chúng ta có một cái build một cái này, chúng ta có một cái build có tên là trừ t. Ở đây thì mình sẽ build một cái ảnh ghi là test build nha các bạn. Mình sẽ là test build đấy, mình sẽ ghi vào test build docker đấy, mình sẽ gõ một cái ảnh như thế này, docker build trừ t nha các bạn, test build docker này, mình sẽ build một cái ảnh luôn. Thì ở bên này thì các bạn để cho mình rằng là mình đã đẩy thành công này, tuy nhiên rằng là nó đang registry in 1 second, tức rằng là nó đang khởi động lại, bởi vì rằng là mình đoán rằng là do cái mạng internet của mình nó đẩy từ 400 đến 500 MB cơ, thành ra rằng là nó hơi chậm một chút nha. Trong lúc đấy thì các bạn thấy rằng là mình đã tạo xong cái ảnh của mình này, view mất qua 20 giây thôi. Bây giờ thì mình sẽ gõ lại câu lệnh là docker ps nha các bạn, mình sẽ là trừ a xem là chúng ta có cái gì nào. Các bạn để cho mình rằng là ở đây thì chúng ta không hề có một cái gì hết, chúng ta có một cái docker image và list xem nào. Image list chúng ta có đây. Bây giờ thì mình đã tạo ra một cái có tên là docker test build docker rồi nha các bạn nha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải dùng lại câu lệnh lúc nãy xem nào, docker push xem nào. Docker push. Chúng ta sẽ có một cái là image name của mình sẽ là test build. Mình không nghĩ rằng nó sẽ đẩy được test build docker nha các bạn đây. Đấy. Bởi vì rằng là nó sẽ cần phải biết rằng đây này. Đấy. Đây này các bạn để ý cho mình rằng là khi mà chúng ta làm như thế này, như mình đã phân tích ngay từ đầu rồi các bạn, nếu mà chúng ta không có một cái gì để định danh ấy thì làm sao để nó biết được rằng nó sẽ đẩy lên đâu các bạn. Thì đây thì chúng ta sẽ cần phải tag, chúng ta phải gắn cái ảnh của nó, chúng ta phải gắn cái ảnh của chúng ta cho một cái repo ấy. Cái việc mà các bạn dùng tag ở đây này, như cách mình hiểu, mình tin rằng là đây là hiểu đúng thôi. Đấy chính là các bạn sẽ cần phải gắn một cái đoạn như thế này để cho nó hiểu rằng là các bạn cần đẩy cái ảnh lên cái repo nào. Thì ở đây thì chúng ta sẽ như thế này nha, mình sẽ copy cái này, chúng ta sẽ gắn nha. Chúng ta sẽ gắn cho nó này. Ở đây thì mình sẽ paste vào đây, chúng ta sẽ là docker. Mình sẽ cần phải xóa nha các bạn. Mình sẽ phải xóa cái đoạn này nha, chúng ta sẽ cần phải docker tag này, chúng ta sẽ cần phải gõ lại nha, mình sẽ gõ lại nha. Docker tag này. Ở đây thì mình sẽ cần phải tag cái ảnh của chúng ta, đấy chính rằng là ảnh của chúng ta tên là test build docker này. Sau đấy thì chúng ta sẽ gắn đến cái repo của chúng ta. Thì ở đây thì cái repo của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái tên username của các bạn đấy. Cái tên username của mình chính là harryfarm97 nha các bạn. Sau đấy thì mình sẽ vào Docker Hub của mình. Bây giờ thì cái tên repo của mình ấy, đến cái repo của mình tên là EricTest đúng không các bạn? Mình sẽ gõ là EricTest này, EricTest, và mình nhấn Enter nha các bạn. Thì bây giờ thì các bạn thấy rằng là khi mà các bạn nhấn như thế này ấy, thì các bạn sẽ gõ là câu lệnh là Docker này, Docker image ls nha các bạn. Thì nó sẽ ra một cái của chúng ta, đấy chính rằng là Harryfarm Eric này. Thì mình tin rằng là cái repo này của mình ấy, nó sẽ được gọi là nó sẽ link, mình đoán thôi, đây là cá nhân mình đoán thôi, nó sẽ link đến cái này, tức là nó sẽ link đến cái ảnh của chúng ta ấy, một cái ảnh có tên là test build docker ấy. Thì ở đây thì bây giờ thì mình sẽ là docker push các bạn, docker push, chúng ta sẽ gõ này, docker push này. Mình sẽ gõ tên của mình nhé. Đây như vậy thì nó mới hiểu được rằng là Eric test này.
nó mới hiểu rằng là các bạn muốn lấy cái ảnh mà cái image có tên là Test Builder, các bạn đẩy lên đây này, các bạn thấy rằng bây giờ nó đã đẩy lên một cái repository, đây chính là tên của mình cũng như rằng là cái Eric Test chính là cái thứ nhất là cái Docker ID, sau đấy gọi là cái repo của mình. Thì việc làm của chúng ta là chúng ta phải link và sau đấy các bạn đẩy lên. Thì dĩ nhiên rằng là khi đi làm mình không dùng câu lệnh này, đấy là lý do tại sao mà mình lại gặp quá nhiều vấn đề gọi là khi mà mình phải tag một cái ảnh cũng như rằng là mình phải đẩy lên. Bởi vì rằng là sau này khi mà các bạn ví dụ các bạn dùng Node.js, các bạn dùng Node.js, các bạn dùng React hay các bạn dùng một cái gì gì đấy, thì chúng ta có những câu lệnh riêng để chúng ta có thể build được cái image. Đồng thời thì nó đã hỗ trợ các thư viện ấy, các bạn chỉ cần đăng nhập cái tài khoản, tức rằng là các bạn cần phải có, thứ nhất là các bạn có username, sau đấy các bạn có mật khẩu để cho nó có quyền truy cập vào cái gọi là cái Docker Hub của bạn. Sau đấy rằng là các bạn chỉ cần gõ tên, tức rằng là mình chỉ cần gõ tên đây này chính là Harry Phạm 97, và mình gõ cái tên repo của mình vào là nó tự đẩy lên thôi. Mình không có cái bước gọi là mình phải tag các bạn ạ. Mình không hề phải tag gọi là gán cái ảnh của mình sang cho cái repo của mình không hề có bước đấy. Đấy là lý do tại sao mà mình cũng giống các bạn, bây giờ mình phải đi học cái này thôi. Thì tuy nhiên là chúng ta học thì chúng ta hiểu rồi, cũng chẳng có vấn đề gì cao siêu cả, đúng không các bạn? Thì đây thì các bạn thấy rằng nó đang chờ đẩy nhé. Mình sẽ quay lại với cái bên này. Các bạn thấy rằng là ở đây thì mình đã bị lỗi rồi các bạn này. Receive unexpected HTTP status này. 574 gateway timeout, tức rằng là mình không thể đẩy lên được là do cái kết nối mạng của mình thôi. Các bạn thấy rằng có một cái dòng registry này thì mình không hiểu tại sao mà nó lại bị như thế này. Thì mình sẽ chờ thằng này thôi nhá. Thì chúng ta sẽ chịu khó chúng ta chờ một xíu này. Chúng ta đang bị registry này. Thì mình đoán rằng mạng internet của mình không vào được. Mình sẽ vào đây này. Các bạn thấy rằng quay 10 vòng trái đất của mình không vào được này. Của mình thì mình không hiểu tại sao mà nó lại bị như thế này. Đấy, các bạn thấy là của mình đây này, Google của mình không vào được. Đấy lý do tại sao mà mình đẩy thằng Docker Hub nó bị fail nhá. What the hell, tại sao Wismer mạng của mình nó chán quá các bạn, mình không hiểu tại sao luôn. Thì ở đây thì mình không hiểu tại sao mà cái mạng internet buổi tối của mình thì nó đang gặp một chút vấn đề. Thì cái video này thì mình sẽ chia thành hai phần nha các bạn. Thì trong phần này thì mình đã giúp các bạn, chúng ta có thể gọi là chúng ta đã tạo được một cái tag image, chúng ta đã có thể tạo được một cái repo của thằng Docker, cũng như là chúng ta đã tìm hiểu cách chúng ta đẩy lên. Thì trước khi kết thúc video này thì mình sẽ giải thích lại cái câu lệnh là Docker tag nha, chính là cái câu lệnh mà chúng ta vừa có thể kết nối cái ảnh tại local của chúng ta. Sau đấy thì chúng ta có thể đẩy lên được thằng Docker Hub đấy các bạn. Thì mình vừa có Google nhanh cái câu lệnh gọi là cái thằng Docker tag, cái command ấy. Đây này. Thì các bạn tương tự như là hôm trước mình có hướng dẫn các bạn đọc cái câu lệnh là Docker ps ấy. Thì nó có hướng dẫn chúng ta này. Thứ nhất rằng là chúng ta dùng ở đây chính rằng là cái source chúng ta, tức là cái gốc, và chúng ta muốn có một cái target. Thì cái phần này các bạn thấy là dài vãi cả nồi đi, thì chúng ta không phải đọc cái này đâu, chúng ta đọc luôn cái phần example ấy. Thì ở đây các bạn có thể để ý cho mình này. Đây. Thì ở đây thì nó nói đây này các bạn này. Thì như mình có giải thích lúc nãy ấy, thì cái phần đầu tiên ấy chính rằng là cái ảnh tại local, tức là tại máy tính của các bạn. Thì sau đấy thì các bạn sẽ cần phải tải một cái ảnh lên thằng Docker Hub, đúng không? Thì cái ảnh của thằng Docker Hub ấy nó sẽ được cấu hình, thứ nhất rằng là cái gọi là cái tên username ấy, cái Docker ID của các bạn này. Sau đấy chính gọi là cái thứ hai, chính gọi là cái tên repo ấy, cái tên thư mục của bạn, và cái thứ ba chính là cái version của cái ảnh của các bạn. Ở đây thì chúng ta không có cái phần thứ ba hai chấm tên version, bởi vì rằng là khi các bạn mà bỏ cái đoạn này đi ấy thì nó tự hiểu cái tag gọi là latest nha các bạn, tức rằng là mới nhất đấy. Thì ở đây mình sẽ quay lại câu lệnh cho các bạn xem nha. Lúc nãy chúng ta có một cái câu lệnh là Docker đây này. Docker đâu nhỉ? Chúng ta có một câu lệnh là Docker tag đây các bạn này. Đây. Thì các bạn để cho mình rằng thứ nhất rằng là mình lấy một cái tên tại local máy tính của mình đặt tên là test build Docker. Sau đấy thì mình sẽ trỏ đến một cái tên khác có tên là Harry Phạm 97. Sau đấy là gạch chéo Eric test. Ở đây thì mình không có dấu hai chấm. Thì khi mà mình không dùng dấu hai chấm, nó đồng nghĩa với việc là mình không đặt một cái version cho cái gọi là cái ảnh image của mình khi mình đẩy lên thằng Docker Hub. Thì khi các bạn đọc tài liệu ở đây thì các bạn hiểu rằng là chúng ta đang gọi là đang tham chiếu nha các bạn, chúng ta đang reference, chúng ta đang tham chiếu. Thì nhờ có cái ảnh như thế này này, chúng ta đặt một cái ảnh mà nó lại có một cái tên đặc biệt bắt đầu từ cái tên gọi là Docker ID của bạn và cái tên repo của bạn, thì thằng Docker nó mới biết được gọi là cái đích đến của bạn, các bạn muốn đẩy cái ảnh lên lên chỗ nào. Thì đấy gọi là tác dụng của câu lệnh là Docker tag nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có bất cứ câu hỏi gì cũng như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc thì các bạn đừng ngần ngại chỉ comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể join group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng các bạn, những người có cùng tư tưởng, những người có cùng chí hướng, thì chúng ta có một nơi để giao lưu học hỏi. Thì link đến tài liệu tham khảo, link đến mọi thứ cần thiết các bạn có thể tìm thấy tại phần miêu tả của video cũng như là tại cái comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.